xin chào các bác hôm nay thì xin mời các bác cùng với em Duy sẽ trên tay một cái dòng sản phẩm oresta à, chiếc này thì là cái chiếc Orange Star bản do cơ mặt hề xám các bác nhé à, và một cái thông tin nữa em muốn gửi tới cho các bác là cái dòng này hiện tại thì trong kho nhà em chỉ còn có hai chiếc duy nhất thôi em bán gần hết rồi thì hiện tại thì chỉ còn hai chiếc duy nhất hàng về rất là nhiều nhưng mà hiện tại thì chỉ còn một hai chiếc duy nhất sẽ giao lưu cho anh các bác chú một cái mức giá rất là tốt đối với cái dòng Orange Star này à, đối với hai chiếc cuối nhé anh em chú nào mà xem được video này mà thích cái dòng sản phẩm này thì có thể là liên hệ để có thể đặt hàng hoặc là nhắn tin qua Zalo của em Duy là 0347 808 219 để đặt hàng anh em nhé. Đây, hôm nay thì em có ở đây thì phiên bản Orista Joker mặt thì bản dây kim loại ở đây. Đây em sẽ bóc hộp và review chi tiết cho anh em cũng như là báo giá cho anh em về cái chiếc này. Ờ, hộp thì đối với những cái phiên bản Resta thì hộp sổ em có đầy đủ nhé. Em sẽ bỏ qua một bên và tập trung vào đồng hồ còn những cái phụ kiện như là hộp sổ thì chắc chắn là sẽ còn nguyên rồi à, tại vì nó là hàng mới đây em có thể xem qua một vòng với chiếc này mã là reav0004n anh em nhé à, em còn hai chiếc thì sẽ giao lưu cho anh em mức giá đâu đó khoảng độ tầm uh, 8 triệu 900 trăm nghìn anh em ạ à, bởi vì là đợt uh, trước thì phiên bản này em về em có về được một nô thì em bán với mức giá là 9 triệu 8 anh em nhé rất là cao thì đợt này thì em săn về được nhiều hàng nên là mức giá tốt, anh em tiết kiệm được nhiều tiền hơn uh, so với giá đợt trước. Uh, nhiều anh em cũng có thắc mắc với em là đợt trước thì mua với một cái mức giá đâu đó 10 triệu hơn 10 triệu cũng có đối với cái dòng này. Uh, hiện tại bây giờ thì uh, em săn về được uh, với số lượng hàng nhiều thì anh em cũng rất là tiếc, nhiều anh em cũng rất là tiếc bởi vì là đợt trước thì mua với một cái mức giá cao. Đó nhưng mà bây giờ thì uh, Mức giá nó đã giảm đi rất là nhiều rồi Anh em dễ tiếp cận hơn đối với cái dòng cao cấp của Oren này à, Bản này thì nó là cái phiên bản Oren Star Joker mặt thì mặt xám nông chuột anh em nhé Hay là còn gọi là sám khói đấy, sám sima à, Mặt này thì rất là đẹp Size chuẩn của chiếc này em đo rất là nhiều lần rồi Thì size của nó là size 41 cho anh em chú nên tay à, Size tay rất là vừa form này Cổ tay của anh em khoảng độ tầm chu vi khoảng độ tầm 16cm là Anh em đeo lên tay chiếc này rất là đẹp rồi À, bên cạnh đó thì về cái phần mặt ngoài cái phần màu mặt hiếm anh em đeo không sợ bị đụng hàng Thì chúng ta sẽ có một cái phần kim cọc thiết kế rất là sáng bóng và rất là đẹp Bát sáng thu hút người nhìn rất là tốt Chiếc à, này thì đối với anh em nào mà thích đi chơi hay là đeo uh, sinh hoạt hàng ngày thì cũng rất là ok nhé Đi dự hội dự tiệc thì chiếc này thì nó mang một cái sức hút rất là lớn à, Với cái thiết kế độc nạ mà không phải là những cái dòng đồng hồ nào Nó cũng có được trang bị với những cái thiết kế nộ cơ như thế này nhé Uh, thứ nhất là nộ cơ thì nó mang cho chúng ta được một cái thiết kế hiện đại đẹp dễ đeo và sang trọng thiết kế này thì cũng có rất là nhiều anh em cần uh, ngoài ra thì uh, các bác các chú hay là những anh em dân văn phòng công sở thì uh, chúng ta thích một cái thiết kế đứng tuổi với cái dáng là dây kim loại thì cũng cũng có thể là tham khảo qua cái phiên bản này hiện tại thì em để uh, cho anh em mức giá là 8 ,9 triệu 9, em còn hai chiếc cuối cùng ở trong kho thì nói chung là xả nốt thôi chứ mức giá này thì được tới về nó sẽ tăng lên nếu như mà anh em bắt kịp được cơ hội bây giờ anh em mua thì nó sẽ tiết kiệm hơn được rất là nhiều chúng ta không cần phải bỏ ra nhiều tiền mà chúng ta vẫn có thể trải nghiệm được một dòng cao cấp của Orange Star À, ngoài ra thì dạ quang của chiếc này thì nó cũng rất là sáng anh em đeo thì à, nhìn đêm thì cũng rất là tốt đi đêm trời tối thì anh em nào mà sợ không nhìn được giờ thì chiếc này thì nó cần được hết anh em nhé trời tối hay là không có ánh sáng thì cái mức độ phát quang của chiếc này thì nó càng sáng cho anh em nhìn rất là dễ luôn và đẹp nữa à, nộ cơ chúng ta sẽ có nộ cơ ở góc hướng 9 giờ uh, semi skeleton uh, góc hướng 12 uh, góc hướng 2 giờ và sẽ có một cái ô miệng cười cho anh em Uh, chiếc này thì nó được trang bị đó là kính sapphire anh em nhé kính sapphire thì uh, với một cái mức độ kính sapphire thì nó sẽ chống trời xước tốt này uh, cho anh em đeo nâu dài thì nó sẽ không bị xước và vẫn giữ được cái độ mới của sản phẩm kể cả mà khi mà anh em muốn uh, đổi lại hay là muốn bán để muốn nâng đời một con khác thì cái mức độ kính này thì nó vẫn còn rất là tốt uh, từ đấy thì khi mà cái phần kính nó đã trong rồi nó không bị xước thì về cái tổng quan cái đồng hồ nhìn nó cũng có thiện cảm hơn Đó Dòng này thì nó là được trang bị cái cỗ máy F6, F4 của Oresta nhé Cái dòng này rất là cao cấp, giá hãng đâu đó khoảng độ tầm 25 triệu đây anh em ạ à. Không rẻ đâu, rất là cao luôn Và bây giờ về Việt Nam thì em sẽ sang cho anh em một cái điều giá rất là hời rồi à, Mức giá chỉ có 9 ,8 triệu 8 thôi anh em lên tay trước này rất là vừa form Em lên tay thử với cổ tay 16 ở đây Thì nói chung là chuẩn form dễ đeo với size tay 16 nhé chiếc à, này thì anh em yên tâm, chưa cắt mắt, chưa động chạm gì đến máy móc Và lên tay thì cũng rất là chuẩn form này Đấy, nên tay vừa ôm đẹp và trẻ công nghệ nữa hiện đại anh em ạ Đó Kim dây thì nhiều anh em không để ý kỹ thì anh em có thắc mắc là kim dây của chiếc này nó ở đâu thì anh em có thể thấy là kim dây nó được đặt ở riêng ở góc hướng 6 giờ thiết kế khác đi một chút và chiếc này thì nó sẽ có kim xăng báo cót ở góc hướng 12 giờ cho anh em à, tại những cái đầu cọc số những cái chi tiết mà có thể nói là làm tinh tế của hãng đến từng ni từng tí anh em có thể nhắc đến đó là những cái đầu cọc số thì chúng ta chúng ta sẽ có là những cái cọc số Học trò chia số giờ và số phút rất là dễ nhìn đây cho anh em này Đó, Ngoài ra thì cái niềng Benzen và cái phần càng của chiếc này thì nó sẽ có thiết kế đánh báo và pha lẫn phai xước Phần núm chỉnh thì sẽ có logo OS của Orange và sẽ có khía cạnh anh em nhé Chiếc này thì nó được trang bị cái cỗ máy F6, F4 thì anh em cứ yên tâm Đầy đủ chức năng nên dây có tai nên có tự động và hacking stop dừng kim dây khi chỉnh giờ rồi Ở Mặt đáy thì chúng ta sẽ có là mặt đáy hở hoàn toàn đây ở phần mặt đáy thì chúng ta sẽ có là kính khoáng cứng kính cường lực chống chịu va đập rất là tốt và sẽ có logo orange chống hàng giả nhái à, về phần siêu của chiếc này ở mặt đáy thì em còn nguyên siêu chúng ta sẽ có cái bố văng nạp cốt hai chiều tức là cái phần bố văng này nó xoay chiều nào thì chúng ta cũng có thể nạp cốt được anh em nhé à, chúng ta sẽ có cái phiên bản này là phiên bản make in japan đối với những cái dòng orange star dòng cao cấp như thế này thì uh, người ta sẽ thiên về thị trường Nhật hơn đó, tức là sản xuất và nó ráp, ráp trong nước đó dành riêng cho nội thị trường nội địa nhật nên là anh em cứ yên tâm à, bền bỉ và rất là dễ chơi ít bảo dưỡng chúng ta sẽ có chống nước 100 m và thân thép không dỉ 316 sáu à, và cái sapphire crystal anh em cứ yên tâm nên tay trước này thì không bao giờ bị nỗi thời anh em đeo nâu đeo dài thì nó vẫn còn đẹp và vẫn còn mới nhá à, với cái thiết kế phai xước ở dây hoàn thiện phai xước và hai dạng chỉ đánh bóng thì em thấy là với cái thiết kế này rất là đẹp và nó sẽ có điểm nhấn cho anh em khi mà anh em đeo nó bắt sáng tốt và nó phản xạ ánh sáng cũng rất là ok này nên tay chuẩn mức giá chỉ có 8 triệu chín cho anh em nhé và anh em nào mà liên hệ sớm thì em sẽ để cho anh em một cái mức giá tốt hơn cảm ơn anh em rất là nhiều xin chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em ở những video tiếp theo xin cảm ơn